và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Từ khi mà ở chung một năm rồi á, thì ảnh bắt đầu bộc phát ra. Là dí đầu em cho nó hỏi 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 thử không không? Khi mình có hứng lên rồi, cái lăn ra ngủ. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ chào anh chị ạ. Thôi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Võ Xuân Lộc, em sinh năm 1989. Dạ nghề hiện tại của em bây giờ là nhân viên văn phòng. Rồi con em. Dạ em tên là Phạm Thị Như Trúc, hôm nay em 27 tuổi, nghề nghiệp của bây giờ là nhân viên văn phòng. Trúc và Lộc, hai em là quen nhau ở đâu mà tình yêu các em nảy nở như thế nào? Bọn em gặp nhau là đợt Tết. Dạ thì bọn em có một người bạn tổ chức đánh bài với nhau trên nhà người bạn đó. Thì bọn em mới đến và góp vui. Thành ra em vô mà em gặp bé này, em thấy đánh bài máu lửa quá. Thành ra em thấy cũng xinh xắn nữa, cũng có cá tính. Rồi em mới bắt đầu xin số điện thoại và làm quen. À. Tết là Tết năm nào? Dạ Tết đó năm cách đây cũng 6 năm rồi. Dạ. Cách đây 6 năm rồi. Dạ. Trúc lúc đó chắc là sát phạt dữ lắm đúng không? Anh này chơi bài cũng kiểu như cũng chặt chém mọi người lắm. Thì em thấy vậy em ghét quá, em mới chặt lại. Em mới dám chặt lại. Với lại ảnh vẻ bề ngoài của ảnh nhìn nó kiểu như là ma tóc rồi dài dài rồi nhìn kiểu dơ dơ. Em cũng lúc đó là vẻ tóc dài hả em? Dạ cái style hồi đó nữa anh. Dạ, anh kiểu giống Biren vậy đó. Dài dài rút lên nữa đúng không? Dạ. Đến bao lâu thì bắt đầu hai bạn mới kết nối với nhau? Dạ thì trong buổi đánh bài đó luôn thì em bắt đầu em xin số điện thoại qua một người bạn. Dạ thì lúc đó em về bắt đầu em nhắn tin cũng nói chuyện này kia qua lại, nhưng mà cô này lúc đầu rất là khó, hẹn đi chơi cũng không chịu đi. Rồi bắt đầu em lên chiến thuật của cô này như thế nào? Lúc đó cũng đi làm rồi thành ra không có thời gian, còn bạn này thì đang còn sinh viên. Thành ra thời gian cũng rảnh, cái em mỗi lần mà muốn lên gặp nhau á thì là đi vào chủ nhật. Dạ chủ nhật thì lúc đó em làm việc ở Bình Dương, em lên phải Sài Gòn chơi thì phải chơi nguyên ngày. Thành ra em mới rủ bạn này đi coi phim. Coi phim một lần thì em coi hai bộ cho nó giết thời gian nữa. Em cứ 7 giờ sáng em lên rồi tới 11 giờ đêm về. Trời ơi vậy em ngày mà chủ nhật. Tuần nào cũng vậy luôn. Dạ. Vừa tốn tiền mà vừa tốn sức. Dạ, đúng. Nữa. Rất là tốn. Cái đợt, cái đợt mà cũng không được gì chứ. Dạ, vòng 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 ngoài đường vậy đó. Có đợt anh đi mà anh nói vậy mà ngủ gục giữa đường luôn. Đến lúc đi về Bình Dương. Đuối quá mà. Dạ, đúng là rồi. Từ từ rồi mưa dầm mà thấm đất đúng không? Dạ, dạ đúng. Cái đêm mà 14 tháng 2 á thì ảnh mới nhắn tin là tỏ tình rồi hẹn là nói là mình quen nhau nha, rồi ngày sang ngày sáng 14 tháng 2 là tụi em đi chơi, bắt đầu chính thức quen. Như vậy là yêu nhau tới mấy năm? Dạ 5 năm. 5 dạ. Năm. Ở trong 5 năm yêu nhau đó thì có những cái kỷ niệm gì mà nó rất là đặc biệt? Dạ thì bọn em quen nhau được 2 năm rồi. Thì lúc đó là năm 2013. Thì bọn em bắt đầu sống chung với nhau trước khi cưới. Dạ. Lúc mà tụi em ở chung á thì tụi em giấu gia đình ở chung. Giấu hả? Dạ đúng rồi. Không có cho gia đình biết. Tại vì trong thời gian 2 năm rưỡi á quen nhau thì ba mẹ em không có cho quen anh này. Lý do? Tại vì ba mẹ em muốn em làm giấy tờ đi nước ngoài á. Cho nên mỗi lần mà tại vì ba mẹ em ở ngoài Khánh Hòa á thì cũng hay vô Sài Gòn lắm, tại vì có công việc trong này. Một tháng cũng phải vô 3-4 lần á. Mà mỗi lần ba mẹ em vô là anh này và anh đi đi tránh nạn. Tới nỗi mà ông chủ phòng trọ của em á, mỗi lần mà thấy ba mẹ em vô á rồi gặp anh này kêu lại đi tị nạn à. Nếu mà đi tị nạn là vẫn phải cuốn quần. Dạ đúng rồi, cuốn hết trong nhà có cái gì liên quan anh là cuốn đi hết. Đi đâu em? Dạ thì nếu mà ít ngày á thì em xuống phòng bạn em ở ké một vài bữa, còn mà vô cả tuần thì bắt buộc phải ra khách sạn ở rồi chứ bạn đâu mà chứa nổi. Lúc đó là có cái phòng của một thằng em ở trong quê ở dưới lòng lòng một á, mỗi lần mà tại vì ba em hay vô bất ngờ á, sáng mà ba em gọi điện là ba tôi có nơi rồi là coi như hai tụi em chạy cuốn quần áo bất ngờ quá. Liền anh chạy xuống dưới phòng đó liền một cái phạch vô phòng nhà thằng nhỏ đó để cho ba em đi công việc đi, xong rồi mới bắt đầu đi ra khỏi nhà. Rồi vậy đó hả? Dạ vậy mà giấu được đến nói ra là nếu mà chương trình chưa lên số thì vẫn chưa biết, khi nào lên sóng thì mình sẽ chắc chắn sẽ biết rồi. Tại vì bọn em vẫn không nói tới bây giờ. Nhưng mà theo em nghĩ á là ba mẹ em cũng có biết nhưng mà họ không có nói đâu, tại vì hôm bữa ba mẹ em cũng có hỏi là
có sống chung với nhau đúng không? Em cười cười thôi chứ em cũng không có khẳng định hay phủ định gì hết.